Chào anh em nha, mình giới thiệu với anh em một cây lắc xít xịn sò nữa nha anh em. Cây này mình cũng thanh lý giá tốt cho anh em thôi. Cây Martine nha. Cây này là series MC58CCE nha. MC58CCE. Đây. Đẹp khá hoàn hảo nha anh em nha. Đây là mình thanh lý vì nó có một vài vết xước nhỏ tíu siêu thôi nha anh em nha. Bình thường thì cây này khoảng tầm 10 triệu nha anh em, 9,5-10 triệu. Cái này mình thanh lý, cây này chỉ có 6.800.000 thôi nha anh em. 6.800.000 kèm bao bảo hành hàng 1 năm. Cái này EQ fitman xịn nha, fitman xịn. Mình sẽ quay gần chứ ở xa anh em không nhìn thấy những vết xước nó nhỏ xíu vậy nè. Quay tổng thể cho anh em coi nha, rồi mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi. Này anh em coi gần nó đẹp ơi là đẹp nha anh em nha, nó đẹp nha, tự đàn mới mà, đàn mới nó đẹp hoàn hảo lắm, đẹp cực kỳ luôn anh em nhìn nè đó. Ok nha, đẹp hết, top là đẹp nha anh em nha, top là đẹp, không có một vấn đề. Cái này là vân gỗ nha anh em nha, vân gỗ của nó vậy nha. Lưng eo cặp cho nên nó rẻ thôi nha anh em, còn cái lưng nó xước xác nhẹ lắm nha anh em nha. Đây này nha, cái này nè, cái này là nó chỉ bị dính ở đầu của sợi dây thôi anh em, cái cộng dây đàn của mình đó, cộng dây đàn mình nó quết vô một cái cho nên nó bị sức nhẹ vậy thôi nha, chứ nó chả bị gì ở ngoài lớp sơn thôi nha anh em. Cộng dây đàn á nó nằm thẳng như nè, xong rồi để lên cái mình cái người ta kéo á, rồi dính cộng dây đàn đó, nó nhẹ ở ngoài thôi nha, nhìn tổng quan nó vẫn đẹp như một cây đàn mới nha anh em. Mà bình thường mình để cho anh em nhìn không để ý đến luôn, nó nhỏ lắm nha. Thanh lý những cái vết linh tinh nhỏ xíu vậy thôi, còn lại đẹp nha anh em. Là gót cần nè, cần gót cần vân gỗ thì đẹp tuyệt vời luôn, đẹp không có chỗ nào để nói đến luôn nha. Cái chỗ này cái màu nó không hơi bị lật lờ chỗ này nha anh em nha, giống như cái miếng sơn đó nó bị ố miếng ở đây thôi nha, chứ không có vấn đề gì được. Nó nhỏ nhặt lắm, không có gì đó. Cần phím thì cực kỳ là êm luôn, cực kỳ êm tay nha. Khóa cái này trên này là bụi đó. Bụi đi, khóa là khóa cực kỳ đẹp nha anh em, khóa xịn nha, khóa xịn nha. Còn dây ở trên đàn nè, dây trên đàn là thay dây Savaret rồi nha anh em nha. Dây của nó như vậy luôn, của nó là luôn luôn nó có dây này sẵn rồi nha anh em nha, thay dây sẵn rồi. Tiếng nó rất là ok nha. Mình sẽ đo xanh cho anh em coi dây số 1 nè. Em thấy không, dây số 1 nó thấp hơn cả cái dây chuẩn nha anh em, thấp hơn cả cái độ chuẩn luôn. Dây 6 cũng vậy nha, nè anh em coi cái độ chuẩn dây 6 đây nha. Dây 6 ở trên mà cộng dây trên đàn nó thấp lắm cho nên chơi rất là êm tay nha. Dây 6 và dây 1 đều thấp hết, action nó rất là nhẹ nhưng mà nó rất là êm. Mình sẽ test cần phím cho anh em coi. Cần phím ok nha anh em nha. Action nó tuy là thấp nhẹ nhưng mà cần phím rất là tốt nha, không có lỗi nốt nào, không hư không rè gì nha. Cái âm của dòng này nó tiếng nó hay nha anh em nha, tại vì đời cao mà series cao cho nên cái cấu hình nó chất lượng gỗ nó tốt anh em, nên âm nó làm ra rất là hay luôn. Anh em nghe thấy không, cái âm mộc của nó rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Âm mộc rất tốt anh em thấy không, âm mộc rất là tốt luôn, nghe cực kỳ là hay luôn nha. Mình thử cái EQ nó khi nó ra âm ly cho anh em nghe nha. Đây nè, kết nối âm ly giống như bình thường đây. Bật cái volume bass chép rồi lên. Nó không sát vô là nó không có tiếng nha anh em.
rồi là cái tiếng nó bắt vô, tiếng nó cực kỳ đẹp luôn. Để mình cái điều chỉnh cho nó vừa, cái bass chép mic lên mic mic nhỏ lại xíu, mic bên nhỏ lại luôn, quá lớn rồi. Ok, thử 6 giây cho anh em nghe nha. Ok, đây quy xịn nó có khác nha anh em, tiếng nó hay cực kỳ luôn. Từng nốt, từng tiếng, từng âm cũng nha, tiếng ra rất tuyệt vời luôn. Nên em thấy không? Tiếng ra âm ly cực kỳ hay luôn nha. EQ này là EQ xịn nha anh em nha. Nè, hàng Fitman này là Fitman xịn nha anh em, chứ không phải là mấy cái đẻo đẻo vài trăm ngàn đâu. Cái cục này ngoài anh em mua ngoài 2,5 triệu, 2,7 triệu cái cục này nè. Mà tự vì nó là đàn của hãng đó, nó zin của hãng lên cho nên nó đi theo đàn, mình mua được giá rẻ thôi nha anh em nha. À, cái đàn này kèm với EQ là hàng xịn, hàng chính hãng của nó mà. À, giá rất là rẻ, mình đang thanh lý giá rẻ nha anh em nha, 6,8 triệu thôi. Thì cái đàn đó anh em cũng thấy nó đẹp như một cây đàn mới nha anh em. Nó có vài vết xước nó nhỏ xíu xiu, mình có đưa cho anh em coi đó. Nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cây đàn luôn nha. Hầu như anh em nhìn vô nó giống một cây đàn mới bình thường luôn nha anh em nha. À, giá mình bán là 6,8 triệu. À, bảo hành đàn 1 năm nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả. Anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều nha.